Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Trong cái video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể lấy lại hoặc là đặt lại cái mật khẩu Zalo của các bạn khi các bạn đã bị quên mật khẩu. Và điều đặc biệt hơn nữa là cái số điện thoại mà đăng ký cái tài khoản Zalo này của các bạn đã không còn sử dụng nữa. Thì các bạn cần làm ngay cái điều này để tránh tình trạng xấu như cái số điện thoại này, cái số điện thoại mà các bạn đang đăng ký cái tài khoản Zalo này rơi vào tay người khác. Hoặc là các bạn muốn reset cài đặt lại phần mềm, hoặc là các bạn muốn đổi sang chiếc điện thoại mới nha. Thì mình cũng sẽ dùng cái tài khoản của mình để mình làm ví dụ cho các bạn có thể dễ hiểu hơn nha. Đầu tiên thì các bạn cũng sẽ vào cái Zalo của mình. Thì mình đã vào Zalo rồi. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ chọn vào cái hình bánh răng, tức là hình cài đặt đi nha. Đó, và các bạn sẽ chọn xuống cái dòng thứ hai là cái tài khoản và bảo mật nha. Các bạn sẽ chọn vào tài khoản và bảo mật này. Khi các bạn chọn vào cái phần tài khoản và bảo mật đây rồi thì ngay cái dòng đầu tiên thì có cái số điện thoại. Cái số điện thoại này chính là cái số điện thoại mà mình đã đăng ký cái tài khoản Zalo của mình đây. Nhưng mà cái số điện thoại này hiện tại mình không còn sử dụng nữa, cho nên là các bạn cần phải chọn vào đây để các bạn sẽ thêm cái số điện thoại mới nha. Mình sẽ chọn vào đây, đổi số điện thoại đây. Và khi các bạn đổi số điện thoại này thì số điện thoại mới sẽ gắn liền với cái thông tin dữ liệu nhật ký và cái tài khoản của các bạn, và mọi người sẽ tìm được cái tài khoản của các bạn bằng cái số điện thoại mới nha. Thì các bạn sẽ chọn vào cái phần bắt đầu đổi số điện thoại cho mình này, và ở đây các bạn sẽ điền cái số điện thoại mới của các bạn nha. Tốt nhất là cái số điện thoại mới này các bạn sẽ lắp vào cái điện thoại này của mình nha. Thì mình đã lắp cái số điện thoại mới vào chiếc điện thoại này của mình rồi, giờ mình sẽ điền vào đây. Khi các bạn điền xong cái số điện thoại rồi thì các bạn sẽ chọn tiếp tục cho mình nha. Và các bạn sẽ xác nhận này. Và giờ các bạn sẽ chờ tổng đài của Zalo sẽ gọi điện về cho mình. Vậy là Zalo đã báo cái mã xác nhận vào cái số điện thoại này của mình rồi. Giờ mình sẽ điền vào đây. Đó, và các bạn sẽ hoàn tất cho mình nha. Các bạn sẽ quay lại này. Và bây giờ các bạn đã thêm được cái số điện thoại này vào được cái tài khoản này của mình rồi. Và các bạn sẽ đăng xuất cho mình nha. Các bạn sẽ đăng xuất này. Và bây giờ các bạn sẽ tiếp tục đăng nhập lại cho mình này. Đó, và các bạn sẽ đăng nhập vào cho mình này. Các bạn sẽ điền cái số điện thoại mới mà các bạn vừa thêm nhá. Sau đó các bạn sẽ chọn vào xuống cái ô là vì vừa các bạn chưa đặt được cái mật khẩu, và các bạn sẽ chọn xuống cái dòng là lấy lại mật khẩu này. Đó, và các bạn sẽ tiếp tục cho mình này. Các bạn sẽ xác nhận này. Và các bạn cũng sẽ chờ tổng đài của Zalo sẽ báo về cho các bạn. Của bạn không chia sẻ mã này để tránh mất tài khoản. Giờ mình sẽ điền cái mã mà Zalo báo về cho mình nhá. Đó, và các bạn sẽ chọn vào cái ô là tạo mật khẩu cho mình nhá. Đó, và bây giờ các bạn sẽ không cần phải nhớ cái mật khẩu cũ gì nữa, mà các bạn sẽ điền luôn cái mật khẩu mà các bạn muốn tạo vào đây. Và các bạn cũng lưu ý là cái mật khẩu của các bạn phải gồm 6 ký tự trở lên, và phải gồm chữ số và ký tự đặc biệt nha. Và cái mật khẩu Zalo này của các bạn không chứa năm sinh và tên Zalo của các bạn nha. Và ở dưới cái dòng này thì các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu mới của các bạn nha. Và khi các bạn điền đầy đủ xong rồi thì các bạn sẽ cập nhật cho mình nha. Đó, vậy là mình đã cập nhật xong. Giờ mình sẽ thoát ra ngoài này. Giờ mình sẽ đăng xuất. Đó, và giờ mình thử đăng nhập lại bằng cái mật khẩu mới của mình đã tạo vừa rồi, xem đã được chưa nhá các bạn nhá. Các bạn đăng nhập nào. Đó, vậy là mình đã đăng nhập được vào cái tài khoản Zalo này của mình bằng cái mật khẩu mới rồi. Vậy là cái video của mình vừa rồi đã chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể đổi hay là các bạn có thể đặt lại được cái tài khoản Zalo của các bạn trong cái trường hợp khi các bạn bị quên mật khẩu và cái số điện thoại mà đăng ký cái tài khoản Zalo của các bạn hiện tại các bạn không sử dụng nữa. Xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.